sáu vậy rồi được rồi. Rồi mới sáu được ha. Dạ. Rồi mập hay ốm? Thì nó cũng chung chung vừa thôi, đừng mập quá. Ký trở lại được rồi. 60, 61 cũng không cho. Chú giờ dạ. Như ký. Chú có năm mấy ký hả? 53 không? Dạ 53 ký. Chắc 53. Dạ cả đó à, chú bị chú nhỏ xương mà. Dạ. Dạ. Sáu nếu mà kiếm bà dạ 60 ký sao ẩm nổi? Trời ơi, ẩm bình thường thôi. Bình thường luôn. Ờ bình thường luôn. Bà xã chú hồi đó bà lớn ký hơn chú, là chú đi bệnh hoạn rồi chú ẩm bà bình thường. Kê ngang gì hốt tóc lên bị gì thấy ốm ốm vậy chứ. Nó có sức chịu đựng về dẻo hay lắm. Dạ chú. Dạ. Ừ. Tôi nói ốm ốm là hình gầy. Dạ đúng. Xin chào trong nước và ngoài nước. Dạ. Cũng cầu chúc cho mấy chú làm cho tôi được một mảnh ghép. Dạ. Yêu thương thì tôi rất cảm ơn là mấy chú. Dạ. Dạ. Cầu chúc cho mấy chú được nhiều sức khỏe để là làm cho nó thành đạt. Dạ. 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 Cho con hỏi chú đến từ đâu? Dạ chú ở Thốt Nốt, phường Thượng Hưng. Thốt Nốt, phường Thượng Hưng. Dạ. Dạ. Bây giờ chú giới thiệu là tên và tuổi chú ha. Dạ. Dạ. Chú Quỳnh Văn Mai. Quỳnh Văn Mai. Dạ, sinh 1963. Dạ. Dạ. Quê quán ở là 63 bao nhiêu tuổi? Dạ, 63. Năm nay 60. 60 tuổi. Dạ. 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 Chú được mấy người con? Dạ 4 đứa cho chú. Dạ. Thì con nói chú như thế này ha. Dạ. Thì cái chương trình của con làm rất đàng hoàng. Dạ. Ở đây là chú tự nguyện. Dạ. Là ở đây. Dạ. Để nhờ con chia sẻ cái video này. Dạ. Để kiếm một người bạn đời hả chú. Dạ. Thì con cũng nói rõ luôn. Dạ. Thì lên chương trình con, khi mà con đăng cái video lên xong. Dạ. Thì từ đây trở về sau chú không được quyền kêu xóa clip nghe chú. Dạ ok. Dạ. Không. Dạ. Được quyền kêu gỡ gì hết. Dạ. Nha. Dạ. Cái này là chú tự nguyện. Dạ. Dạ. Chứ con không. Dạ. Có ép buộc chú gì hết nha chú. Dạ. 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 Thì con cũng nói chung ra là cũng cảm ơn chú đã đến tham gia chương trình của Tiến đây. Dạ. Đó, thì Tiến cũng chào tất cả cô chú anh chị em, kính chúc tất cả cô chú anh chị em một ngày mới vui vẻ, vạn lành, hạnh phúc. Dạ. Ok. Dạ. Cho con hỏi về cái việc gia đình hôn nhân của chú như thế nào? Dạ bà xã bà mất. Dạ. Dạ mất bao lâu rồi chú? Dạ bà mất năm 2016. Mất 2016. Dạ. Dạ. Hiện giờ chú được mấy người con? Dạ 4 đứa chú. 4 người con. Dạ 4 đứa. Dạ. Rồi con của chú là có chồng có vợ hết ha? Dạ, có chồng có vợ hết rồi. Dạ. 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 Hiện giờ chú sống với ai? Sống với hai chồng trẻ Út. Sống với con Út ha? Dạ. Dạ. Rồi chú hiện giờ có làm nghề nghiệp gì không? Thì chú ở sau hè đó chú có 2000 mấy mét vuông trồng mặn. Dạ. Với lại chú có nghề là tự do của chú là chú đi mua xả bỏ mối rồi vậy đó chú, là hàng năm hoài, hàng tháng hoài. Dạ. Vậy là chú buôn bán. Dạ. Làm nghề bỏ mối. Dạ bỏ mối. Dạ. Nên bây giờ là chú thấy chú làm cái nghề đó nó không có người trợ lý, cho nên là để lên đây nhờ bên mảnh ghép yêu thương mấy chú là tìm cho chú được một người là chững chạc nha. Dạ, dạ. Chú ok, chúc mừng mấy chú dữ lắm luôn. Dạ. Rồi sau khi này là nếu thành đạt được đi nữa chú cũng không quên ơn hai chú. Dạ. Dạ vậy đó. Nói chung ra chương trình của con đây thì chia sẻ thông tin. Dạ. Để cho chú kiếm một người bạn đời. Dạ. Về chung sống với nhau. Dạ. Bây giờ con hỏi chú sức khỏe chú còn tốt không? Dạ tốt. Chú bây giờ mà nếu mà cái bao xả hay là hoặc bao lúa gì 50 năm mấy ký đó là có người đỡ lên là chú đi có thể là từ giá 200m chưa biết mệt. Trời ơi. Dạ sức khỏe chú ok lắm. Vậy là còn dắt bao lúa được. Dạ bà, cái bao lúa là nó có 50kg với nhiêu. Vậy là chú dạ, mạnh hơn con rồi. Dạ trời ơi, bây giờ mà nếu mà còn nếu mà chạy đua đó ha, chú chạy với tôi đây lên cầu Bằng Lăng thôi, chạy mình chạy ăn cầu cà phê thôi, tôi chạy vẫn chạy với chú như vậy. Tôi cho chú làm thế cỡ nào đi nữa rồi tôi cũng làm thế. Thí dụ bây giờ tôi lấy cái khăn hay gì á. À. Tôi buộc ngang cái hết này. À. Là tất nhiên nó không có bị sốc luôn. À. Là tôi chạy dữ lắm chạy luôn. Chạy lắm chạy. Dạ, chạy dữ lắm chạy luôn.
bởi vì tôi vô tôi làm nghề xã và tôi vô nông trường sông Hậu chú cũng biết rồi. Yeah. Mỗi một cái chủ nhà là cái bờ kinh 500 không à, từ ở trong nhà mà ra ngoài ngoài vườn là dắt vô 500 mét là chú đi bình thường luôn. Yeah. Vậy đó, đi lần bao bao vậy đó. À, cái nghề mà buôn bán xả đó thu nhập ổn không chú? Dạ ổn chú Tiến. Một ngày như vậy là mình thu nhập được mấy trăm? Ví dụ bây giờ mình có sức hai người làm đấy ha. Ừ. Là bình quân là ngày chú bỏ 150 ký là phải ra 150-200 ký bây giờ cũng được nữa, nhưng mà sợ mình bằng không nổi đó chú Tiến. Dạ. Dạ. 150-200 ký là bình thường. Dạ bình thường. Dạ. Dạ. Bởi vì chú mới là cần để tới là mảnh ghép yêu thương mấy chú là tìm cho chú một người để trợ lý với chú rồi về chiều đồ cơm nước phụ thuộc rồi vậy đó. Dạ. Chứ nếu mà một cái người mà đàng hoàng tin tưởng rồi từ hồi đó giờ là chú dứt khoát là chú không có sống gia trưởng. Dạ. Nhưng hơn nữa là chú không có rượu chè hồi dạ. nhỏ tới lớn không uống miếng nào trơn. Dạ. Có đi đám đi tiệc đồ thì chú uống hớp hai hớp bia là có ha. Dạ. Còn vấn đề đỏ đen thì thôi chú khỏi đi, ok không có gì hết trơn. Dạ. Gái gú đồ cũng vậy, không có chú có cái môn là sáng đi uống cà phê, chiều đi uống cà phê vậy thôi. Dạ. À, đi chút về vậy thôi à, chứ dạ. không có gì. Dạ. Dạ. Chú có nhậu không? Dạ không. Dạ, thí dụ đi đám tiệc đồ anh em tình nghĩa dữ lắm là uống hớp hai hớp bia là dữ lắm rồi. Dạ. Cái đó là tình nghĩa dữ lắm nha, chứ dạ. chú không có chịu nhậu. Dạ. Dạ nào giờ sao cái hàng tiền đạo của chú đâu mất tiêu chưa? Vì hồi lúc đó nói chung ở chung với ông già, cái thời ông già đó ông bằng ruộng rồi mỗi một năm như vậy á, là chú phải là nhổ 1-2 ngàn bó mạ rồi chú chiết bằng lạt ke đó à. Thành thử ra nó giết nó chịu không nổi à, rồi vậy là cắn ha. Dạ cắn cái cục lạt đó là mình lấy cái sức á, mình chịu lại đặng chú ngoài nó mới chắc lại cho nó đựng ruột. Dạ, cái nó ra đi hết trơn luôn. Dạ ra đi trơn luôn, từ ra đi trơn rồi thấy vậy thôi. Nó còn mấy cái thì chú định nhổ, chú định trồng lại nhưng mà chú bị gì có bà thiếu bà vợ xả chú đó. Yeah. Trồng cho bà 2-3 hàm mà bà bực bội quá bà không chịu rồi thôi, thấy vậy chú không có trồng. Dạ. Yeah. 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 Bà mất rồi bà bỏ lại 2-3 hàm răng. Mất bỏ là 2-3 hàm. Dạ, lúc đó trồng cho Ngọc Hòa nè. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Trồng Văn Thiện không đó. Bây giờ nói chung ra là cái nguồn thu nhập của chú là ổn định. Dạ. À, dạ. À, ở vườn tược mình có chú có làm ruộng gì không? Dạ chú làm 2000 mấy mét vuông mặn đó. Ở trong mặn. Dạ trong mặn. Thu hoạch dạ. ổn không chú? Dạ ổn. Thì nói chung lại thì nó cũng có nhiều đợt cũng khá giá cũng là thấm khá rồi, có đợt thì nó cũng quá mặn quá đó là một năm mình thu hoạch được mấy lần hay là cái đó lần? Là tùy theo như thí dụ mà chú xử lý thuốc thường thường thì có thể ăn 3 lần được 5 á. Dạ năm còn trung bình là 2 lần. Dạ trung bình là 2 lần. 2 lần vậy mình thu hoạch được nhiêu chú? Nếu mà nó nằm cái giá có khoảng 15 ngàn đấy hen. Dạ. Là 2000 mấy mét của chú là có khoảng 10 tấn. Mười tấn. Dạ 10 tấn. Dạ. À. Vậy á. À. Chung ra là giờ cái công việc hàng ngày để kiếm thu nhập hàng ngày. Dạ. Để xài hàng ngày là dạ. công việc là bón mối xạ. Hàng ngày đó làm xả đó cũng như mình lấy rắn nuôi dài đó chú. Rắn nuôi dài. Dạ. Thì cái tiền mà để buôn bán xả là chú xài ngày. Dạ. Còn cái tiền kia thì mình có dư. Dạ, cái tiền kia có dư. Như thí dụ chú bán xả gì đây thì nếu có thêm một người nữa thì hai người xài. Ví dụ bây giờ bữa nay chú đi chuyến xe này. Ừ. Ha, là mình là với bà đó là bả về bả bảo thủ rồi mình cũng báo với bả là bây giờ bữa nay mình đi lời được 500-300 gì đó bà em cứ giữ đi. Yeah, nha. Yeah. Rồi chừng nào là muốn đi chơi đâu rồi đi mình nếu mà thật tình sống với nhau là chú giao trách nhiệm hết cho người phụ nữ. Dạ bởi vì bà trước chú hồi đó cũng vậy đó. Yeah. Giao cho bả không bả tiền bạc đổ trách rồi giao cho bả không. Yeah. Nhưng mà cái gì cũng vậy xài thiếu ví dụ bây giờ bả muốn mua một cái món đồ đó ha 500-300 gì đó, anh ơi em muốn mua cái đó thì bả lên tiếng một tiếng là anh chú sẽ liền. Yeah. Chứ đừng làm phức tạp bởi vì chú cũng vậy chú đi mua bán bây giờ em ơi bây giờ đưa cho anh 5 triệu anh mua miếng xả đó. Ừ. Thì là xách 5 triệu đốn mua đốn tiền nào hết thôi thì cái lời mình lấy ra mình xài. Yeah. Vậy đó. Yeah. Còn cái vốn này cứ giữ vốn hoài. Vậy. Ý của chú ở đây là khi mà vợ chồng thì muốn làm gì phải hỏi ý kiến với nhau. Dạ. À, nghe chú. Dạ mình chia sẻ với nhau. Dạ. 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 Vậy đó. Chứ đừng làm cái gì mà nó có cái sự mà hơi phức tạp cái là gia đình nó không có hạnh phúc. Nó đổ vỡ.
Dạ, vậy dạ. Ý chú là chú muốn vậy dạ. Bởi vì mình cũng lớn rồi chú Tiến dạ. Thì mình phải ăn nói. Đây là mà là cái lời nói của chú, đây là lên trên cộng đồng mạng này mà cả nước, có dạ. khi ra tới nước ngoài luôn. Không, ra ra dạ. ra khắp thế giới luôn chú. Khắp thế giới luôn. Dạ. Dạ, mà con nói, dạ. dạ, mà con nói chú như thế này. Dạ. Thì những cái lời nói của chú có sai gì, sau này là chú tự chịu trách nhiệm. Đúng rồi, chứ okay. đây là con không có chịu trách nhiệm nha dạ, chú. Ok, dạ. ok. Tại dạ. vì con không có xúi biểu chú nói những lời nào, cái đó tự chú nói. Dạ, ok. Dạ, dạ. dạ. À. Thì theo như chú là chú muốn một người phụ nữ về bên cạnh chú là khoảng bao nhiêu tuổi? Dạ từ 55 tới 60. Từ 55 đến 60. Dạ. Dạ. À, nếu mà 60 bằng tuổi chú. Dạ. 55 nhỏ hơn. Dạ. À cũng được. Dạ. À, chú có chọn ngoại hình không, chiều cao mập ốm vậy? Dạ này cỡ 1m6 được rồi, trung bình cỡ 1m6 vậy rồi, được rồi. Rồi 1m6 được ha. Dạ. Rồi mập hay ốm? Thì nó cũng chung chung vừa thôi, đừng mập quá, mình đi lao động mình đi làm cái nghề nó hơi mệt chút. À. Thì cũng cỡ khoảng chừng 60kg trở lại được rồi. 60-61 cũng không cho. Chú giờ dạ. nhiêu ký? Chú có năm mấy ký hả? 53 không? Dạ 53 ký. Chắc 53. Dạ cỡ đó à, chú bị chú nhỏ xương mà. Dạ. Dạ. Sáu, nếu mà kiếm bà vợ 60kg sao ẩm nổi? Trời ơi, ẩm bình thường thôi. Bình thường luôn hả? Bình thường luôn, bà xã chú hồi đó bà lớn ký hơn chú, chú đi bệnh hoạn rồi chú ẩm bà bình thường. Kê ngang gì hốt tóc lên bị gì, thấy ống ốm vậy chứ nó có sức chịu đựng về dẻo hay lắm. Dạ chú. Dạ. Tôi nói ốm ốm là hình gầy. Dạ đúng. Không có thì hai chú cháu mình cứ về thoải mái, chứ còn có khách qua mình đâu dám nói, còn nói đó chứ không mình nói hình gầy. Dạ. Chú hình gầy mà. Dạ đúng không? Rồi thì đó mình nói thiệt mà. Dạ cái đó là sự thật. À. Chú vui vẻ lắm, cuộc dạ. sống của chú vô tư lắm, không có. Nếu mà cô nào mà về chú rồi để hen, là nếu trường hợp đi làm chừng 5-3 bữa nghỉ, thí dụ em ơi em muốn đi chỗ đó chơi không, anh sẽ sẵn sàng chở em đi du lịch chơi chỗ đó. Dạ. Vậy đó. Dạ. Chứ không phải là nói mà bằng có đồng tiền mà để tôi nói chú bây giờ tiền mua mặt dạ đi nữa. Cái thời buổi này là 4.0 rồi. Dạ. Mình đừng có khó khăn. Dạ. Đừng có là gắt gao với người phụ nữ thì đương nhiên là cái sự hạnh phúc mình nó khó hoài. Dạ. Đó, vậy đó. Dạ. Chú sống hòa đồng lắm chứ không phải. Dạ. Chú không tính toán gì với đàn bà đâu. Dạ. Dạ. Nếu mà thật lòng với chú là ok. Ok. Đó. Dạ. Dạ chú sống hòa đạm. Chú có cái tánh nóng không chú? Dạ chú nhiều khi lỡ mà như ví dụ nghe chú nói tôi lỡ tiếng nói đi nữa tôi cũng nín thinh thôi, tôi không nói. Mặc dầu ai cũng vậy, bởi vì mình sống lấy cái đạo làm người ha. Dạ. Và thí dụ chú nói tôi đi nữa thì một cái câu mà trong nhà Phật nói đó là ai chửi mắng thì ta giả điếc, yeah. đợi cho người hết giận tao khuyên. Dạ. Yeah. Chửi nhẫn hòa ta để đầu tiên thì thù quán nó tiêu tan mất cả. Vậy đó. Yeah. Chú sống là như vậy, từ nhỏ tới lớn mà chú chung nhau cắt giống ở Thuận Hưng đó chứ chưa có mít lòng một đứa nít nào nó trơn, đừng nói chi người lớn. Mà yeah. những câu nói đó hồi như là ngày xưa tới giờ đúng không chú? Dạ, yeah, cái mà, đó là mà không ai biết. Không ai biết. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Yeah. Cái câu đó cái chỗ là cái xã hội là nó đua đòi. Yeah. Yeah. Rồi tính tình của con người. Tính tình của con người nó cũng theo cái xã hội bây giờ luôn. Yeah. Ít có khi nào mà nó theo cái nguyện vọng như của chú mình. Yeah. Bởi ông Thánh không có nói, trong sách Tứ Thánh không có nói mà. Nghĩa là cao nhân tác hữu, cao nhân trị. Yeah. Nếu mà chú ra đường chú cao, chú mở miệng có người khác cao hơn mình là chú ơi. Yeah. Đó, vậy đó. Yeah. Vì ông nội chú hồi đó là ổng nhà nho, ổng không biết chữ Việt Nam, không biết chữ quốc ngữ mình chữ nào cho nên ổng yeah. là chánh nho luôn. Yeah. Nhưng mà có con trái á, là ổng coi tay coi sách đồ, ổng không chịu coi đám cưới đám đồ, ổng coi tịch lắm nhưng mà ổng không coi. Ổng nói thí dụ bây giờ mình coi cho người ta, mình nói vậy rồi đó là nữa nó đi đúng theo cái sự thật vậy, cho người ta nói mình trù ẻo bà, ổng không chịu. Ổng là chỉ để dạy cho con cháu là chú đó ha, ông già chú là thứ hai, tới thứ út là 5 người con trai, 1 người cô gái. Ổng nói con à, mình đi ổng dạy hết trơn mấy chú với ông cả luôn ông già chú nghe, mình đừng nghĩ rằng hồi đó anh hùng nó tạo thời thế, yeah. bây giờ thời thế nó tạo anh hùng. Yeah. Ví dụ bây giờ có, ví dụ bây giờ con có 5 thằng trai đi, rồi là con nói ai dám ăn hiếp con? Yeah. Nhưng mà chú suy nghĩ lại đi, nếu 5 thằng trai đó mà mình ở đời nó có cái đức, nó theo là cái nề nếp của mình nó sống, thì nó đâu có dính tới pháp lực.
Còn đó là nếu chú không răn đe, không dạy dạy nó thì nó, thì chú cũng cầu mong là vấn đề để mình là mấy chú kiếm giùm cho chú một cái mảnh ghép gì cho nó đàng hoàng vậy đi, thì chú rất cảm ơn là cái mảnh ghép yêu thương của mấy chú. Dạ. Rồi chú lựa một người phụ nữ là tánh tình như thế nào? Dạ, tánh tình thì cũng hiền hậu, biết đạo đức nha. Dạ, bởi vì mình là cái vùng của chú thì cái vùng đạo hòa hảo. Chú nói lớn lên chút xíu. Dạ, cái vùng của chú là vùng đạo, thành thử ra là mình phải kiếm một cái người đàng hoàng, hiền hậu nha. Đừng ăn chơi, đừng nhậu nhẹt, bởi vì chú là chú không có nhậu nhẹt rồi. Đó. Thì mình phải kiếm một cái người đàng hoàng như vậy đặng mà về sống, cho để mình kiếm cái người mà ăn nhậu thì về người ta cười chết à. Vậy đó. Thì chú có bao nhiêu đó, đó là chú nói hết đó, chú kể vậy. Thấy chú dạ. Con thấy chú là vui vẻ. Dạ chú, tại tôi nào giờ đi tới đâu là anh em cô bác thương lắm. Không khi nào mà dù cho chú ai cũng vậy, bất cứ cái chuyện gì người ta, mình thấy người ta làm cái chuyện đó mà bất công rồi chú cũng không nên nói nữa. Tại ai làm gì làm, nhưng mà đi đường, ví dụ chú mua bán, chú chở đồ nặng, rồi chú đi ra đường, chú thấy người ta chở đồ nặng, nhiều khi xe cổ người ta hư ha, là chú cũng vẫn là thắng xe lại để khiêng tiếp đồ lên. Đó, mình sống chung trong cái nghề nghiệp với nhau là mình phải thương nhau, giúp đỡ nhau, lẫn nhau, vậy đó. Còn về vấn đề mà, ví dụ bây giờ ở tròm xóm đồ, anh em cô bác lỡ người ta có thiếu hụt, chú cũng sẵn sàng móc túi cho 50-70% thường tình hoài. Mình giúp. Rồi chạy đi đường thấy cái người già với người ta lộ bộ lang thang, chú nói thôi cô lên đi, tôi cho có gian, đi tới đoạn đường nào tôi cho có gian. Đó, tôi không có lấy tiền lấy bạc ai chăng á, vậy mình làm phước mà. Bởi vậy rồi vì cái chỗ đó mà ông bà cho chú ăn làm có ăn hoài. Thì nói chung ra là hôm nay thì con cũng cảm ơn chú rất là nhiều đã tham gia chương trình tìm nửa yêu thương của Tiến ở đây. Thì con cũng cầu mong cho cái video này của con đăng lên thì có rất nhiều cô liên hệ đến con đang xin số chú. Rồi bây giờ cũng chuẩn bị kết thúc video rồi. Thì chú có muốn nói lời nào với tất cả cô chú anh chị em cộng đồng, hay là những người độc thân như chú, hay là những chị cô nào đó muốn làm bạn chú, thì chú nói những gì? Thì bây giờ tôi cũng cầu mong cho những cô nào mà coi trong cái clip của tôi đấy ha, thì là mình sẽ trao đổi qua số điện thoại, rồi là mình sẽ tìm hiểu nhau vậy đó. Thì bây giờ như chú, tôi nói số điện thoại tôi không? Thôi không, chút nữa. Thì nói chung ra là con cũng nói chú như thế này. Thì sau này chú có kết bạn với ai, thì con cũng khuyên tất cả cô chú anh chị em phải tìm hiểu cho nó kỹ càng, nó rõ ràng hơn. Đúng rồi. Thì hãy đến nhau, chứ đừng có mà mới có 5-10 bữa thì mình tìm hiểu nhau, cái mình đến nhau cái chưa được chân cái mình lại chia tay, thì nó mất công uổng cái công của mình. Bởi vì đằng này chú nghĩ rằng là mấy chú cũng như là mấy chú bắt cho cái nhịp cầu cho tôi nha. Hai bên hết. Đó. Thì con cũng nói chú như thế này. Thì con chỉ là một người chia sẻ thông tin thôi. Đúng rồi. Còn cái quyền mà chọn lựa là đó là quyền của chú. Con rồi. Không dính vào. Đúng rồi. Đó. Mai kia mốt nọ có chuyện gì thì cũng đừng để thừa con. Đúng rồi. Tại vì con chỉ là chia sẻ thôi. Còn chú chọn ai, chú thích ai. Đó là quyền của chú hay chú? Con cũng cảm ơn chú thôi. Tiến cũng chào tất cả cô chú và các anh chị em. Tiến kết thúc video đây. Thì Tiến cũng mong rằng tất cả cô chú anh em, những cô, những chú, những anh, những chị nào đó còn đang sống một mình, muốn tìm nửa mảnh ghép còn lại, thì hãy đến chỗ Tiến. Tiến cũng nói rõ luôn, thứ nhất là phải có giấy chứng minh nhân dân photo, thứ hai là phải giấy độc thân, thứ ba nữa là phải có giấy là ly dị. Thì nếu mà có những giấy tờ đó photo cho Tiến, mỗi một tờ là một tấm đó, thì đến đây thì Tiến chỉ ghi hình thôi. Chứ ngoài ra cũng không có chân, mà Tiến cũng nói rõ hơn, mai kia mốt nọ chú có quen một người nào đó, đến với một người nào đó thì chú phải báo cho con hay. Đúng rồi. Là một hai mâm cơm gì đó để con quay, con chia sẻ lên tất cả cô chú anh chị em để biết là cô chú đã đến nhau. Ok.
Rồi vậy là trước khi là dứt lời, chú cũng có yêu cầu là mảnh ghép yêu thương và cộng đồng mạng ha, trong nước ngoài ngoài nước, đó là nhất là cái bên mảnh ghép mấy chú là giúp đỡ dùm cho chú một người là để là chú sống nửa đời còn lại. Dạ. Là chú rất là cảm ơn mình là mảnh ghép yêu thương của mấy chú. Rồi. Dạ. Cảm ơn chú ha. Dạ. À, Tiến cũng chào tất cả cô chú anh chị em. Dạ. Tiến kết thúc video đây. Dạ. Thì mong rằng tất cả cô chú anh chị em có thương Tiến thì nhớ cho Tiến một lượt like, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh, dẫn chuông thông báo để nhận video mới nhất của Tiến nha. Thì dạ, Tiến đăng hai kênh Hồ Tiến TV với Tiến Trong Nước Vui Vẻ. Thôi chào giả đi chú. Dạ, chào.